yêu cầu khách hàng cho đến ship thành phẩm cuối cùng đến khách hàng. Ở đây chúng tôi chia làm 8 cái giai đoạn mốc mà mấu chốt chính của cả một cái quá trình này. Đầu tiên là nhận được yêu cầu khách hàng. Cái yêu cầu này là yêu cầu mà có thể biết được là thông qua cuộc gọi điện thoại của một công ty khách hàng và để cho mình hoặc là email của họ, họ mong muốn như vậy. Cái giai đoạn thứ hai là mình sản xuất mẫu để mà có cuộc họp meeting với khách hàng. Giai đoạn thứ ba là meeting xong ký được hợp đồng. Giai đoạn thứ tư là về bàn cái kế hoạch sản xuất. Giai đoạn thứ năm là chuyển sang phòng kế hoạch, phòng kho nguyên liệu, tất cả những phòng ban liên quan để chuẩn bị cho các khâu tiếp theo là sản xuất và quan trọng. Khi sản xuất thì cần phải có bộ phận QC để kiểm tra cái quá trình sản xuất này nó chuẩn hóa hay không. Sau khi mà QC kiểm tra xong ok thì ra được đến kho thành phẩm cuối cùng. Rồi kho thành phẩm cuối cùng sẽ đến đoạn cuối cùng là ship đơn hàng này cho khách hàng. Đó là cái 8 cái mục chính. Bây giờ thì sẽ đi sâu vào từng cái một. Cái mục đầu tiên đó là yêu cầu khách hàng, như tôi đã nói ngay từ đầu. Yêu cầu khách hàng đây là yêu cầu qua email hoặc là telesale để mà mình biết được cái yêu cầu khách hàng đó muốn gặp gỡ và hợp tác với mình. Mình sẽ có một cái form thông tin để thu thập thông tin những yêu cầu căn bản của khách hàng. Một cái form này công ty sẽ lập ra để làm cho nó rõ ràng cái yêu cầu này. Chỉ cần trên email thôi, mình đã biết được là sơ bộ khách hàng mong muốn cái điều gì. Tại sao phải có cái form thông tin này để mà mình đi về làm một cái sản xuất mẫu. Mình làm sản xuất mẫu để mà cái cuộc gặp gỡ của mình với khách hàng đã có sản xuất, có cái mẫu sẵn để mà gặp gỡ rồi. Như vậy á, sau khi mà có được yêu cầu khách hàng này thì chúng ta có được cái gì? Có được cái sơ bộ yêu cầu khách hàng trên email, trên điện thoại, có được cái lịch meeting, chốt được cái lịch meeting, chốt được cái nhân sự cần để tham gia cuộc họp với khách hàng là cái ai. Tiếp tục, và chúng ta sẽ chốt một cái nữa, chúng ta cần phải làm cái sản xuất mẫu. Thì giai đoạn 2 sản xuất mẫu. Để làm được sản xuất mẫu này nè thì những phòng ban liên quan là phòng kế hoạch sản xuất phải dự kiến là sản xuất như vậy như kia. Phòng A đi nghiên cứu sản phẩm ha, phòng kế hoạch để đi mua nguyên liệu cho cái đơn hàng này. Nguyên liệu mẫu thôi đó. Như vậy á, cái công tác công việc trước khi mà sản xuất mẫu là gì? Yêu cầu sản xuất mẫu. Một cái yêu cầu sản xuất mẫu là những cái định mức, hạn mức nào, sản xuất ra sao, nhân sự như thế nào, vân vân. Những sơ lược sơ, nhân sự liên quan, kế hoạch sản xuất, nguyên liệu sản xuất mẫu, vân vân. Tất cả những cái này bổ trợ để sản xuất mẫu. Khi mà sản xuất mẫu xong, mình sẽ có được cái gì? Có được mẫu thành phẩm. Đúng không ạ? Có được mẫu thành phẩm và có được một cái quan trọng, đó là quy trình sản xuất mẫu. Cái quy trình sản xuất mẫu rất là quan trọng để chúng ta có cuộc thiết tình hiệu quả. Cần phải có cái quy trình sản xuất mẫu này. Và quy trình sản xuất mẫu này cũng giúp chúng ta trong việc là lập kế hoạch sản xuất sau này. Nên là cần phải có quy trình sản xuất mẫu. Sau khi có cái này xong thì chuyển sang cái đội meeting của công ty. Tức là đội này sẽ có nhiệm vụ đi gặp khách hàng, chốt đơn hàng ở đây ha. Bây giờ là 3, giai đoạn ký hợp đồng á. Meeting này là gồm có những ban giám đốc này, sale này, còn quản lý sản xuất là QC này, cùng nhau đi meeting. Và cái cuộc meeting đó để chuẩn bị cho các cuộc họp này phải mang theo những cái gì? Sản xuất là sản phẩm mẫu, nhân sự meeting, cái là sản xuất mẫu, quy trình sản xuất mẫu, để mà khi mà khách hàng hỏi mình đến đâu thì có cái trả lời để cuộc họp rất là hoàn hảo, ổn định, cho nên dễ dàng để ký được hợp đồng. Và khi mà như vậy là nếu trong quá trình tiếp đón khách hàng là tôi mong muốn khác hơn một chút gì đó, tốt hơn chút, thì chúng ta sẽ có quay ngược lại để làm sản xuất mẫu. Nếu khách hàng quá khó, chúng ta sẽ làm sản xuất mẫu lại. Lý do là sẽ có những cái gì ở bước này. Rồi sau khi ký hợp đồng thành công, ký hợp đồng thành công đấy, chúng ta phải có cái phụ lục hợp đồng để có được cái chi tiết những yêu cầu của khách hàng, những chất lượng ra sao, cụ thể như thế nào, màu sắc thì các thứ, tem bọng các thứ phải rất là rõ ràng chỗ này. Rồi phải có cái ký xác nhận mẫu của khách hàng lên cái đó. Nếu không ký xác nhận mẫu là rất là quan trọng. Một bệnh bình thường đúng không? Là mình có thể sử dụng cái căn tin đó. Nếu mà một cái căn tin mà khác là phòng tiếp tiến, cái căn tin đó là cái phòng chờ khi sử dụng cái như vậy tự nhiên để có nghĩa là khi em đã chuyển qua cái chuyện đường là bệnh nhân phải được chăm sóc đúng không, người nhà vô đúng không, thì cái căn tin họ vô họ mới lấy cái căn tin đó họ để sử dụng. Còn mới đăng ký vô em đâu cần sử dụng cái căn tin đó làm gì, hiểu không? Cái phòng này sẽ hỗ trợ cái phòng kia, cái phòng căn tin là hỗ trợ cái phòng có đang sinh nó ra viện thế nào? Ra viện thì cũng phải lấy phí, tính phí ở đâu? Thì đây, trong cái này mới là tính phí. Phí nó lại quay ngược về cái phòng ban đầu đi. Phòng tính phí ban đầu. Tính phí.
Xong nó lại quay về phòng ban đầu. Không, tính phí thì ra em là ra đây tính phí xong rồi cho xuất điện đi mà. Không xuất điện cho ra đây luôn. Không, cho nó quay trở lại phòng ban đầu. Anh, đây là một cái vùng đất. Đây là một cái vùng đất. Mình phải xếp các phòng làm sao cho mọi người đi khám xong. Đây cái này. Đây mọi người đang làm, đây là phòng đồ. Đây là cho một người nhìn đi thôi. Không thì làm bệnh viện nào cũng phải có cái nơi khám cho bệnh nhân chứ không phải nằm đây đâu. Và tại cái bàn đăng ký này, cái người bệnh, cái thân nhân á sẽ đăng ký cái thông tin của người bệnh ngay tại chỗ đây luôn. Và đồng thời người bệnh á sẽ, đồng thời lúc đó sẽ được chuyển vào một cái giường bệnh chờ. Và nếu như mà không có bệnh nhân khác đang chờ, tức là lúc mà bác sĩ rảnh rỗi á, thì họ sẽ thường họ sẽ khám liền. Còn nếu như mà trong trường hợp mà cái bệnh nhân này họ không có nguy cấp quá thì họ thường sẽ nằm vào cái diện nằm chờ theo thứ tự. Thì cái phòng này á, thì thực tế nếu như một số bạn mà vào phòng cấp cứu rồi, các bạn cũng thấy là nhiều bệnh viện họ để cái giường chờ với lại cái khám là một luôn. Và đó nằm chờ đúng không? Xong rồi bác sĩ lại ra tặng giường khám luôn. Nếu như mà mình để hai cái khu vực này mà khác nhau á thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là bệnh nhân phải di chuyển nhiều. Một số ca thì có thể đi được nhưng một số ca họ phải di chuyển rất là vất vả. Thì lúc đó bên mình sẽ nhập hai cái này là một. Là lúc đấy quy trình này hai cái này nó sẽ là vào một nè. Tại vì đăng ký lúc đó thì thật ra đã biết thông tin khách hàng rồi, không cần phải bắt người ta viết giấy tờ nhiều nữa. Rồi và cái phần này lúc này sau khi mà khám xong rồi á, khám xong thì bác sĩ họ sẽ chuẩn đoán, họ sẽ có thể là cho mình đi xét nghiệm hoặc là cho mình đi chụp X-quang. Thì cái này tùy, hoặc là cả hai, nhiều bệnh nhân cả hai. Nhưng mà trước khi mà vào này á, thì thường một số bệnh viện họ sẽ bắt mình đi đóng phí trước. Thì theo em, nếu như một số bệnh viện hiện đại á thì họ sẽ không có bắt mình đóng phí lẻ tẻ, ví dụ phí xét nghiệm là bao nhiêu, phí chụp X-quang là bao nhiêu đâu. Họ sẽ bắt mình tạm ứng luôn, mình sẽ tạm ứng bao nhiêu tiền đó. Và sau đó họ sẽ cấp cho mình một cái thẻ. Và cái thẻ này là cái thẻ trên hệ thống của nó luôn. Cứ mình tới phòng xét nghiệm hay là chụp X-quang đúng không? Thì họ sẽ, mình chỉ cần nộp cái thẻ thôi. Cái thẻ đó sẽ tự động trừ đi cái số tiền mà chi phí đó phát sinh ra. Cứ mỗi lần như vậy mình chỉ cần là mình đưa cái thẻ ra thôi, mình không cần phải đi đóng được. Tại vì một số bệnh viện theo lối truyền thống là cứ bây giờ anh đi làm này anh phải chạy lên nộp tiền, anh làm kia anh phải đi nộp tiền nữa. Thì nó rất là mất thời gian của người bệnh mà nó hành người nhà của bệnh nhân nhiều. Em là một trong những người bệnh bị hành nhiều cho nên là em có kinh nghiệm. Và một số cái bệnh viện mà nó, bệnh viện gì ở Hùng Vương gì đó, họ có sử dụng thẻ nè. Khi mình đi khám xong họ trừ hết mọi thứ rồi xong nó có bạn mình chỉ lại quay thu thằng đúng hai lần. Một lần là mình ứng, một lần là họ trừ, họ đưa lại mình số tiền còn lại. Rất là khỏe, không cần cái giấy tờ gì, cần một cái thẻ thôi. Thì cái này tới đây nó đã ngắn gọn rồi. Thì nếu như giả sử mà ở đây là theo đúng quy trình này thì bệnh nhân này là phải bắt buộc phải qua mổ nè. Cho nên họ sẽ vào một cái phòng chờ mổ. Chắc chắn là cái phòng chờ mổ này mình phải có rồi. Tại vì một số cái căn bệnh mình cần phải thay quần áo, mình phải sát trùng cho cái người trước khi mà vào cái phòng mổ. Thì chắc chắn cái phòng này mình phải đưa vào một cái phòng gọi là điện thoại ông kia, ông ngồi làm việc riêng. Đó là cái nhân viên họ như vậy, mình không thể nào ép họ theo, mình mặc định mà họ biết được. Còn với cái thứ hai là khi mình truyền đạt, mình phải xác nhận là tôi nói với ông hiểu chưa, nó là cái đó là thiếu sự đối thoại á, thiếu sự đối thoại giữa này. Chúng ta truyền đạt thông tin tiếp nhận họ thông qua cái không? Rồi tiếp theo có ai đó thì bạn cái vấn đề mình quan trọng nhất chính là nhân sự của mình thôi.
ví dụ hiện tại bên này làm hết sử dụng một con nút, nhưng mà bên mình không có nút có thể thêm hoa mình đã quý, có nghĩa là làm hết 9 giai đoạn rồi, còn giai đoạn cuối cùng mình không làm được, có nghĩa là ví dụ như hiện tại cái xanh dán hai cái đã dán xong chiếc bên này, hiện tại bên này là dán cho một cái này vào trong, còn bộ đơn hàng là tất cả thứ này mình trong một lúc đang làm đây làm giả, cái bởi vì giờ là nhân sự bên mình thôi, thứ nhất là ví dụ như đưa xuống ép một phần nào cũng làm xong một phần đó thì nó cái này là đã làm xong rất là nhanh sớm này, cái nào mình không làm vừa làm xong phẩm thì mình hôm nay đúng một sản phẩm bây giờ mình tức là mình hiểu cái này, có nghĩa là cái bộ phận này không biết là mình đang làm cái gì, đúng rồi, cái bộ phận này ví dụ đơn giản nhận nguyên liệu đi, mình nhận dư ra không phải nhân thôi, nhận nguyên liệu của mình cũng nhận rồi, cái thứ hai là công việc của mình không làm, mình lại đi chuyển qua đi rồi cái trận này chúng ta trong quá trình mà đến mục tiêu của lại gì mọi người chưa nhập tâm nè, đúng không? Mọi người chưa nhập tâm nè, chưa có tiền nhập kho các nhập tiền, đúng không? Chưa được làm ba cái thôi, chưa những cái chỗ nào cầm được, chưa có tiền không bao giờ nhập tâm đúng không? Trở ngại là nhập tâm nè. Bây giờ đây toàn là chủ không, làm sao bắt nó làm công dân chị? Đi nước lớn là cái dòng nước lớn đi nước sông gì đâu, có bao nhiêu nước sông đâu? Có người đàn ông làm được không? Hả? Có làm được không? Không. Đâu bên kia được. Cái nhập tâm, cái trở ngại thứ nhất là nhập tâm, mọi người chưa nhập tâm. Cái trận này thứ hai là gì? Của cái tôi quá nhiều. Cái tôi. Nên thành ra mọi người không chịu đi cùng cái mục tiêu chung. Đúng. Cái tôi quá. Cái tôi mọi người tự làm với mình. Thay vì cô phải dán, thay vì là ví dụ như tất cả màu đó là bóc bóc một màu mình dán nữa là xong, mà mình không dán cuối cùng là mình chuyển đi thì nó phải mất chạy đồng nhau, mình mất về lại mình đúng rồi, nên là mình phải đào tạo. Đó là mình phải. Tại vì mỗi người đều gắn đều hoặc là nãy giờ là không ai nhận biết về vấn đề đó, không ai biết là sẽ học nào mà thì chính cái vậy khi mà mình cứ quản lý quản lý đầu là trường từ hàng tay nhìn qua đây tay dán xong cái truyền qua đây thì mới gọi là cái công đoạn của một cái là từ bắt đầu từ mình nhận tiếp nhận là mình giao, tức là cái khoảng thời gian là 3 tháng. Với lại cái thời gian mà hồi nãy mình nhận 15 đơn hàng á là mình tính trên người bị mỗi người thử nghiệm thôi, chứ mình chưa chạy hết quy trình, năng lực mỗi người khác nhau và mỗi người hiểu góc độ truyền tải quản lý xuống khác nhau, cho nên dẫn tới cái chuyện sai sót đó rồi.